Ê, Long ơi, anh thấy cái hạt chính bị mắc của em á, ầm một tuần rồi ấy. À đâu? Ngon 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 anh em ơi, bé Lâm thì nó biết vô hạt anh em à. Bây giờ anh với em là vô trong cái hạt mà chính bị mắc của em không? Sao được anh hai? Đúng rồi, chơi sống được mày. Em vô xong rồi anh đi lấy hạt của em á, đổi mật khẩu mới của đáng ra cũng vậy à. Hơi non. Đúng rồi, trời, thanh niên Lâm não mau với trưởng anh em ơi. Mình nghĩ là nó ầm một tuần là khả năng cao là nó bỏ hạt bé Lâm luôn rồi đấy. Bây giờ anh với em là vô cũng như là sử dụng cái hạt đó quay clip cho mọi người coi. Nhưng mà khi nào mà nó vô cũng như là đổi mật khẩu ấy thì chơi lại cái hạt cũ anh em ơi. Ok không? Thì ok, được nha anh hai. Đấy, ý tưởng không tồi luôn anh em ơi. Ok, bây giờ tụi mình sẽ vô cũng như là xem bên trong cái hạt đó là bây giờ có sự thay đổi gì không nha anh em ơi. Mình nghĩ là khả năng cao là nó chơi hạt của bé Lâm là nó có mua đồ này kia hay là đầu tư cái kiểu đó anh em ơi. Ok, bây giờ anh em là vô ha. Dạ. Rồi, bây giờ em còn nhớ đi game không? Dạ, nhớ chứ. Ok, rồi vô nè. Hello, lại là một Sima. Tàu con bà anh hài đây. Ok anh em ơi, cuối cùng là bé Lâm nó cũng đã vô trong cái hạt chính của nó nha anh em ơi. Thì cái hạt này là anh em cũng biết là đã bị mất rồi ấy, nhưng mà bé Lâm thì nó có tài là vô hạt anh em ơi. Anh em nào mà muốn bé Lâm vô hạt của ai ấy, thì nhớ là comment ID game phía dưới nha. Tụi tôi sẽ vô hạt cũng như là review cho anh em xem luôn nha anh em ơi. Thì bắt đầu từ hôm nay là bé Lâm sẽ sử dụng cái hạt này cũng như là chơi game và quay clip cho mọi người coi nha. Cho đến khi là thanh niên mà gọi là lấy hạt của bé Lâm ấy, nó đổi mật khẩu cũng như là đá tụi tôi ra thì tụi tôi lại trở về cái hạt mà cũ bé Lâm anh em ơi. Ok, bây giờ thì tôi sẽ review cho anh em xem là cái hạt này là có sự thay đổi gì không nha anh em ơi. Đầu tiên là phần nhện nha. Ui, vẫn là level 36 anh em ơi. 3866 like này. Đây, tên là bé Lâm Gích nha, nó vẫn chưa đổi tên anh em ơi. Chắc là hạt này là hết thể đổi tên cho nên là nó không đổi đó anh em ơi. Ok, ganh thì nó không leo này. Rồi, bây giờ là thấy bó da nha anh em ơi. Ui, không mua mùa nào mà còn không cày nữa anh em à. Vãi nò thật sự anh em à. À, test chính là chủ hạt này. Vãi nồi con cá mồi thật sự luôn. Tính ra là bé Lâm là chú hạt nhưng mà nó ghi là Tết là chú hạt anh em ơi. Chắc là nó tên Tết đây anh em ơi. 2.56 này cũng như là 3400 tên lê sọt và 2.79 anh em ơi. Ok, tử chiến nha. Ui, người ta 7300 tên lê sọt mà nó chơi còn 71 anh em ơi. Chứng tỏ lần này cái tâm rất là gà luôn anh em à. Rồi, bây giờ là phần nhân vật nha. Xem là có bao nhiêu nhân vật nha anh em ơi. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này anh em ơi. 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12 này. Ok, 13 này, 14 này, 15, 16 này, 17, 18 này anh em ơi. 19 này, 20, 21, 22 này, 23, 24 này, 25 này, 26 này, 27 này. Tổng luôn là có 27 nhân vật anh em ơi. Ui, tính ra là hạt với Lâm là chỉ có 25 thôi, giờ là 27 rồi đấy. Ui, bé cứ là 4 con nhưng mà bây giờ lên 5 con nè anh em ơi. Con cuốn của boss này chính là cái con mà thanh niên mà lấy hạt với Lâm mua này. Ui, được thế nhỉ. Rồi, bây giờ là phần quan trọng nhất nha anh em ơi. Chính là phần tủ đồ, xem là có sự thay đổi gì mà lớn lao không nha anh em ơi. Ui, 61 con tóc này, tóc chuồn lam này. Á đù, tính ra là cũng không có thay đổi gì mấy anh em ơi, phần tóc nha. BTS là mấy bộ đồ tôi mua cho bé Lâm này, cũng như là mũ là khách tím nè anh em ơi. Tóc nhà thơ cái kiểu này, đầu ác quỷ luôn nè anh em ơi. Rồi, bây giờ là phần áo nha anh em ơi. Áo gấp kin cái kiểu này. Ok, thì 112 cáo mà hồi trước là bé Lâm là có 110 cáo anh em ơi, tức là hai cáo mới ấy. Nhưng mà mình nãy giờ lướt chưa thấy anh em ơi, chắc là áo free chứ còn gì nữa. Ok anh em thấy nè, áo quỷ nè anh em ơi, áo winner cái kiểu này, áo bóng trắng này, quỷ kiếm da so luôn nè anh em ơi, áo hacker nữa này, gớm ghê không nổi. Rồi bây giờ là phần quần nha anh em ơi, lâu lắm rồi tôi cũng không có biết là quần bên trong hạt bé Lâm là có cái gì ấy. Quần thiên thần thánh thiện nè anh em ơi. Đùa, quần anh chàng đang yêu nữa này, cũng như là quần phong cách stretch nè anh em ơi, quần casino này, cũng như là quần đá banh của anh nè anh em ơi. Rồi bây giờ là phần giày dép nha, xem là có cái nệt không nha anh em ơi. Đây chính là toàn bộ số giày dép bên trong hạt của bé Lâm anh em ơi. Đây, giày phong cách bé Lâm là hay mang này, đây chính là giày tủ bé Lâm luôn nha. Ok, mắt kính với là mặt nạ nha anh em ơi, tổng hết luôn là có 39 này. Mặt nạ vũ khí sinh học nè anh em ơi, cũng như là mặt nạ kẻ thách thức này. Quỷ kiếm da so luôn này. Rồi bây giờ là phần mặt nạ nam nha, tổng hết luôn là có 4 cái này. Adu, tính ra là hạt của bé Lâm là ngày trước là chỉ có 3 cái thôi anh em ơi, bây giờ 4 cái luôn ấy. Ok, phần đầu full thì cái mặt ở trong gió này, bộ đồ chiến thần và bộ đồ sát thủ bạc anh em ơi. Rồi hành động nha, tổng hết luôn là có 25 cái anh em à. Adu, tính ra là 25 cái là cũng bằng hồi trước anh em ơi, hồi trước hạt bé Lâm chỉ có 25 cái hành động thôi. 18 cái dù lượng này, cũng như là 15 cái ba lô anh em ơi, 13 cái hòm sát này. Hạt bé Lâm thì không có skill win anh em ơi,
Cuối cùng chính là 20 cái bán lướt này. Hồi trước là 17 nhưng mà bây giờ là 20 rồi anh em ơi. Đây, anh em thấy là cũng có một số là siêu xe đỉnh cao này anh em à. Rồi bây giờ thông tin nha, 55 cái bata này anh em ơi, cũng như là 60 cái nền. Tính ra là Ác Bái Lâm là được đâu đó là mấy cái nền nữa anh em ơi. Ác Bái Lâm hồi trước là 53 cái nền ấy. Ok, anh em thấy là cũng có băng vẽ này với lại là hai cục đá chế tác này anh em ơi. Rồi, hết rồi anh em ơi, nói chung là cũng không có gì ấy. Mở luôn anh em ơi, có cái bộ đồ này, cái gì? Gói không hợp lệ, ủa là sao ta? Tính ra là có nhưng mà mở không được nè anh em ơi. Trời ơi, anh gợi gán ngảo Machina Venomia quấy nồi anh em ơi. Ok anh em ơi, cuối cùng là tôi đã cho anh em xem xong đó là phần đồ nam rồi nha. Bây giờ thì xem nó luôn là phần đồ nữ anh em ơi. Không thôi là có mấy ông lại comment là cho xem đồ nam không cho xem đồ nữ. Dẹp nghỉ luôn đi, từ nay không xem kênh Sima nữa. Thôi, tôi ngồi tôi khóc tới Tết luôn anh em ơi. Đùa với anh em xíu thôi, tôi đã quen trở lại bạn Hải. Ủa lộn, lại Hải hơn xưa anh em ơi. Trời ơi là trời, bây giờ là tủ đồ nữ nha. Quýnh con nó lọn nè anh em ơi. Cũng như là tóc bikini.bi nữa này. Tuy là Ác của Bái Lâm là đồ nữ là nghèo lắm anh em ơi, thề luôn, nghèo sơ, nghèo xét, nghèo gớt một tơ luôn ấy. Nhưng mà tôi vẫn cho anh em xem anh em à. Bởi vì tôi chính là một trong số những youtuber mà gọi là ghiền Ác mà chân thật nhất luôn anh em ơi. Chứ không phải mà ấn vô tùm lum tùm la đâu anh em ơi. Phải theo là từng bước anh em à. Đấy, review cho anh em xem là phải gọi là chân thật như này, để anh em biết là bên trong bằng này là có những món đồ gì. Rồi, bây giờ là phần mắt kính và mặt nạ nha anh em ơi. Tính ra là cái mặt nạ mà với màn này là từ năm 2019 anh em ơi, lâu mới nổi. Hai cái mặt nạ nữ này. Rồi, đồ full thì bộ đồ gấu trúc nè anh em ơi, với lại là cá mập ba trong gió anh em ơi. Rồi, bây giờ thì đồ nữ là cũng xem xong rồi, bây giờ là phần súng nâng cấp nha, xem là thanh niên mà lấy Ác Bái Lâm nó có nâng cấp lên cho Bái Lâm không nha anh em ơi. M40 level 2 này. Level 1 lên level 2 này anh em ơi. Format level 1 này, M1014 level 1 này. Cũng như là hết luôn anh em ơi. Tính ra là thanh niên mà lấy Ác Bái Lâm nó nâng lên được một level anh em ơi. Quá xuất sắc luôn chứ còn gì nữa. M41 đầu tiên là có 3 skin, AK cũng có 2 skin nè anh em ơi. M14 là được 3 skin này, Ska thì cũng được một skin thần tình yêu anh em ơi. Ok, Farmat là cũng được 2 skin này, M8 là được một skin, N94 là tổng hết luôn là có 3 skin nè anh em ơi. Butterfall là cũng được một skin, được thế nhỉ. Súng trường tầm xa nha, Earthquake đầu tiên là được 2 skin này, cũng như là chim ô kiến là được một skin, AC80 là cũng được một skin luôn nè anh em ơi. Rồi bây giờ là súng máy nha anh em ơi. M249 là cũng được một skin luôn này. Rồi bây giờ là Tiểu Liên nha. UMP đầu tiên là được 2 skin. MP5 là được 2 skin luôn nè anh em ơi. MP5 thỏ mấy màu này. VSS là được một skin này. M40 là có 3 skin. Đây, khẩu bích vàng xuống tủ với Lâm nè anh em ơi. B90 là được 3 skin. Thompson là cũng được 1 skin nè anh em à. Đó, được của ló này. Ok, bây giờ xuất ganh nha. M014 đầu tiên là duy nhất một cây long tộc thôi anh em ơi. Spat là được một skin này. M807 là được 4 skin luôn. Ui, hào văn vàng các kiểu là có luôn anh em ơi. Mắt 7 là cũng được một skin này. Rồi, bây giờ súng ngắm nha. Ui, không có một khẩu nào luôn anh em ơi. Vãi nồi. Đây chính là dàn súng lục bên trong Ác của Bái Lâm anh em ơi. Rồi, bây giờ là cận chiến nha. Ba cái chảo này, cũng như dao tôi thấy là có hai cái dao nè anh em ơi. Gậy bóng chày là cũng có hai cái gậy bóng chày này. Gậy bánh mì, trời ơi, nhìn ổ bánh mì đó bụng dễ. Tôi chưa ăn gì luôn anh em ơi. Kiếm katana là có 4 skin này, cũng như là lưỡi hái là được 1 skin anh em ơi. Rồi bây giờ nắm đấm nha, có cái nệt luôn, vãi nồi thật sự. 4 trái lựu đạn anh em ơi, 13 trái bông keo này. Tính ra là 13 trái Ác Bái Lâm là cũng khá là ít luôn anh em ơi. Rồi nói chung là đây chính là số bông keo bên trong Ác của Bái Lâm. Phần cuối cùng nha, có nó. Rồi xong, có cái nệt luôn ấy, mà với chính là được 2 skin này. Rồi hết luôn anh em ơi, súng máy Galin là cũng có skin nào luôn ấy. Ok, thì đây chính là toàn bộ những gì mà bên trong Ác của Bái Lâm anh em ơi. Nhưng mà tôi thấy là có sự thay đổi đấy, nhưng mà không có lớn anh em ơi. Đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, cái áo là chỉ có tăng lên được 2 thôi anh em ơi. Cũng như là tỷ lệ sọt thì nó đã giảm anh em mà. Vãi nồi thật sự ấy, đúng là kiểu tăng cái này giảm cái kia anh em ơi. Ok, nói chung là từ nay tụi mình sẽ chơi cái Ác này cũng như là quay clip cho anh em xem nha, và lấy lại Ác của anh em ơi. Nhưng mà không biết là có bị đổi mật khẩu không anh em à. Lo với trưởng luôn ấy. Để mừng vô được Ác Bái Lâm á thì tôi sẽ cho bạn kia ăn hành nha anh em ơi. Ok, trận đấu đầu tiên này thì bạn đó mua cây M1014 này, nhưng mà tôi không biết bắn M1014 anh em ơi. Ảo ma thứ nhì. Nhưng mà không sao anh em ơi, hôm nay tôi sẽ cố gắng cũng như là phô trương kỹ năng cho tất cả anh em xem. Để không thôi anh em lại comment nói lần Sima này nó bắn gà từ xưa tới nay. Này thì gà này, ê từ từ từ. Ê bạn nữ, này thì gà này, gấm ghê.
xin vĩnh biệt cậu. Ok anh em ơi, một câu đầu tiên nha. Mới đây là đã tròn 3 năm là tôi làm video gọi anh em ơi. Và cảm ơn tất cả các bạn là trong suốt thời gian qua là đã xem video của tôi lại là bé Lâm này, và đồng hành cũng như là xem video của tôi mỗi ngày luôn nha. Và hy vọng là trong tương lai là các bạn xem video kênh tôi lại bé Lâm là mỗi ngày luôn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Rồi, để chi ăn đó là ăn mừng mà gọi là 3 năm mà tôi làm YouTube á, thì tôi sẽ tặng cho tất cả các bạn là một pha one shot nha anh em ơi. Ok, đâu rồi, một phát một này. Xin vĩnh biệt cũ này, rải uy tín luôn anh em ơi. Được của ló liền. Tôi biết đó là hai pha one shot vừa rồi là có nhiều anh em lại comment là thằng Sima này mày không biết thương hoa tiếc ngọc thì để tao trời gỡ là trời, thật ra thanh niên kia chính là con trai anh em ơi, nó giả gái đấy, vãi nồi thật sự. Với cái khả năng mà gọi là tán gái của tôi là không bao giờ mà tôi gặp gái mà tôi bỏ qua đâu anh em ơi. Lúc nãy tôi bật cái gọi là tên lên anh em, tôi thấy là nó đặt lại gì, tao là cáo nhỏ, vãi nồi thật sự, hết cả hồn luôn anh em à. Từ, bây giờ là nó đang yếu anh em ơi, tôi sẽ quấn máu lại nha. Đấy, uy tín ra là cái mũ của tôi là còn một nửa anh em ơi, nhưng mà tôi nghĩ là khả năng cao cái mũ của nó là nó còn tệ hơn tôi nữa đấy. Ok, bây giờ là khả năng cao tôi sẽ công qua phía này nha anh em ơi. Á đù, hình như là nó đi móc tôi sao anh em ơi. À đây rồi, dân chơi. Này thì giả gái á mày. Rồi, bây giờ tỷ số là 4-0 rồi nha anh em ơi. Báo đời báo kiếp thật sự luôn anh em ơi. Biết bao nhiêu cây súng mà nó không mua, nó mua KK, trời ử là trời. Ok không sao anh em ơi, thanh niên này xác định là phải đổi 50 cái tô lên đầu tôi bắn một bể nữa anh em à. À, nó không dám công lên luôn anh em ơi, nó núp lúp ló này. À, mày lú ra là xác định là bể nó cấm đen. Trời ơi là trời, cái tâm nó lại kéo xuống người anh em ơi, ảo ma thế nhờ tôi ken cái đầu luôn ấy. À, chứ là nó nghĩ là tôi đang yếu nó công lên nè anh em ơi. Ok, từ từ tôi bắn máu lên anh em à. Ui lũ băng, ê từ từ, nắm gì căng nhìn trai ơi, giá gái mà căng gì. À, này thì lú lên này, trời ơi là trời, nó lú lên nó ngồi xuống liền. Không như bạn quê mình sức đầy hết rồi, công lên luôn anh em ơi, sức chịu đựng con người có giới thiệu. Bây giờ mày lú ra xác định là mày đi chào ông bà luôn. Rồi, cuối cùng là mình cũng đã chốt kèo thanh niên này và win rồi nha anh em ơi. Này thì giả gái nha. Bạn nào mà chưa có like cho mình thì nhớ là cho mình xin một like nha. Chắc có lẽ bây giờ tôi sẽ dừng video đây. Ok, bye bye, và gặp lại anh em ở video sau.